cứ liên hệ ha, đặt men. Thì các bạn thấy đây, để cho chúng ta phân tích được cái dòng men nguyên lý hoạt động của một dòng men laptop, thì ở đây tôi sẽ lấy cái 840 này. Thì các bạn cần phải nhớ về các trình tự hoạt động, các khối nguồn của nó. Tất nhiên là khi các bạn cấp adapter vào, nguồn adapter vào thì nguồn nào xuất hiện đầu tiên, thì các bạn phải nhớ. Rồi, bây giờ tôi sẽ phân tích cho chúng ta đây. Ở đây đây là nguồn adapter. Thì các bạn khi mà các bạn cắm adapter vào, thì ở trên cái giắc nguồn à, trên cái giắc nguồn ngay vị trí này nó là ký hiệu là DJ 6000. Thì các bạn gõ cái jack 6000 lên cái phần mềm hoặc là PDF thì nó sẽ đưa đến cái chỉ dẫn trên cái trang schema cho chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy nó có các 9 chân, tất nhiên là từ 4 5 6 7 8 là chân add, còn 1 và 3 là chân nguồn adapter, và chân số 2 chính là chân lấy single. Đây là chân nhận dạng mạch adapter, mạch này có điện áp, này có khi có nguồn tuyến tính trong IC35 xuất hiện. Đó, nó liên quan đến khối nguồn tuyến tính. Nếu mà không có giắc kim mà chúng ta cắm sai adapter thì đương nhiên là IC35 không thể mở được nguồn tuyến tính. Tất nhiên hai thằng này sẽ liên quan với nhau khá là chặt chẽ. Rồi. Khi mà nguồn adapter nó đổ qua chân số 1, nó đi qua cuộn dây L6035 thì nó lấy cái tên là PVADVT ra. Thì đây chính là cái nguồn adapter cấp vào hai con phết theo cấu trúc, nếu mà phép thuận hay phép nghịch nó sẽ đổ nguồn đầu vào. Rồi đến đây các bạn sợ cái tên này à, chúng ta sẽ sợ cái tên à, sợ cái tên nó đi. Thì đây tên của nó là VVA, tôi nói tắt thôi. Nó sẽ đi đến đây là con phép là Q, ký hiệu trên mainboard luôn là Q6010 à, Q6010. Thì đây về con phép này thì các bạn nhìn vào thì nó đổ từ diode, nó đổ từ D sang S, thì đó chính là con phép thuận. Nhưng người ta gắn cực S nó từ cái nguồn adapter cấp vào, cho nên để đổ dòng cực đại từ S sang D thì các bạn phải nhớ là cái điều kiện của phép thuận đó là gì, đó là VS phải lớn hơn VG. Thì ở đây chúng ta thấy cực G nó nối với một cái điểm đi qua trở R601. À, thì ở đây chắc chắn một điều rằng nó phải mở được một cái cầu phân áp như đây. À, mở được cầu phân áp ở đây thì điện áp ngay cực G nó mới nhỏ hơn điện áp adapter. Nếu ở vị trí này không có cầu phân áp thì điện áp adapter sẽ đi qua trở này và cấp thẳng về cực G. Đó. Cho nên các bạn thấy người ta sẽ có một cái cấu trúc ngay cái cực G này, hai con phép trên và con phép dưới. Phép dưới các bạn thấy nó có nó mát nè, và phía trên chính là điện áp cấp vào của adapter cấp vào. Thì ở đây người ta gắn bởi một con quy, con MOSFET đây dùng để làm cho cái tín hiệu cho cái mạch điều khiển về cực G nó ổn định. Và thứ hai, để cho nó đổ dòng cực đại thì các bạn phải hiểu ngay về cái điều kiện của MOSFET. Đó. Khi mà con phép này đổ thì nó mới thu được cầu phân áp ngay vị trí này. Đó. Thì ở đây các bạn, tôi lấy ví dụ ở đây nó sẽ chắc chắn đổ ha, nó sẽ chắc chắn đổ bởi vì P3VDS này khi chưa có